Tổng thư ký NATO kêu gọi Nga rời khỏi bờ vực thẳm, tin từ Kiev. Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen kêu gọi Nga rút quân rời xa biên giới Ukraine và rời bỏ bờ vực xa thẳm. Ông Anders Fogh Rasmussen nói với Kiev rằng, Nga đã đưa đến biên giới Ukraine khoảng 20.000 quân, có thể sẽ xâm lăng Ukraine. Thay vì xuống thang, Nga tiếp tục tạo bất ổn, tiếp tục hỗ trợ thành phần ly khai. Việc bắn rơi chiếc MH-17 là hậu quả của sự hiểm trợ bừa bãi. Nga tập trung quân ở biên giới không chỉ nhằm ủng hộ dân quân mà sẽ còn tiến xa hơn. Trước đó, ông Rasmussen gặp Tổng thống Poroshenko và Thủ tướng Yatsenyuk tuyên bố NATO ủng hộ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ Ukraine.